câu chuyện vua Sau Lê bị Chúa từ bỏ vì tội không vâng, và chuyện David được rước dầu phong vương để chiến đấu với Goliath. Sau khi vua Sau Lê bị quân Philistine giết chết, David lên làm vua. Nhờ vào ơn Chúa và sự tài giỏi, vua David đã chiến thắng và đẩy lùi quân Philistine ra khỏi vạc cỏi, chiếm được thành Jerusalem làm thủ đô, thống nhất đất nước. Tuy tài giỏi, nhưng vua David luôn khiêm tốn vì đạo đức. Vì thế, và ngay khi đất nước được yên hàn, David liền nghĩ đến việc xây cất một đền thờ làm nơi thờ phượng Thiên Chúa cho xứng đáng. Vua David, tội lỗi và tiếng gọi từ Thiên Chúa. Thời vua David 1040-970 trước Công Nguyên, tiếng Syriac, đọc Win, người được yêu quý, là vị vua thứ hai của vương quốc Juda thống nhất. Ông chỉ vì Juda từ khoảng năm 1010 trước Công Nguyên đến năm 1002 trước Công Nguyên. Chỉ vì toàn vương quốc thống nhất từ khoảng năm 1005 trước Công Nguyên đến năm 970 trước Công Nguyên. Theo Kinh Thánh do Thái giáo, David xuất thần là một người chăn cừu dũng cảm, tháo phát, đã xung phong và đã đánh bại tên khổng lồ Goliath, đem lại thắng lợi cho quân đội Israel do vua Saulo chỉ huy trước đội quân xâm lược của người Philistia. Vì có tài chơi đàn lia, David đã được chọn làm người gảy đàn cho vua Saulo. Sau này, khi vua Saulo và thái tử Jonathan chết trong trận đánh với dân Philistia trên núi Gibboa, Israel bị chia cắt làm đôi. Xứ Juda ở miền nam do David cai quản và xứ Israel ở miền bắc do con út Saulo Isboshet lãnh đạo. Hai vương quốc này đánh nhau cho đến khi Isboshet bị mưu sát và David được suy tôn làm vua toàn cõi Israel. David được miêu tả là một vị vua chính trực, tuy không hề phạm sai lầm. Ông cũng là một chiến binh, nhạc sĩ và nhà thơ được tôn vinh. Ông được cho là tác giả của nhiều bài thánh vịnh. Tương truyền rằng, ông đã chiếm lại Jerusalem từ tay một bộ lạc Canaan và lập thành phố này làm thủ đô của Israel. David cũng giành được nhiều lãnh thổ của người Philistia láng giềng. Cuộc đời và triều đại của ông như được ghi lại trong Kinh Thánh Hebrew, tương đương với Kỷ Ước của Kitô giáo và Kinh Koran của Hồi giáo, có tầm quan trọng trung tâm đối với các nền văn hóa tôn giáo khởi nguồn từ Abraham. David được tuyển chọn làm vua dân Israel. Vào thời xa xưa bên Israel, các vị vua có vai trò vị trí nổi bật quan trọng. Vua là cha của dân tộc, nên số phận dân tộc tùy thuộc vào nhà vua. Nếu một vị vua cai trị dân với đức tính công bình chính trực, với nghệ thuật cao điều hành chính trị và con lòng đạo đức, cung cách của vua đó thuyết phục mang lại lòng tin tưởng nơi người dân, và có thể nói nó được mọi sự việc diễn ra tốt đẹp. Từ căn bản được dân chúng tin tưởng, họ cho rằng vị vua đó được Thiên Chúa tuyển chọn. Vai trò vị trí khác thường của vua thể hiện ở chỗ vua đúng là vị đại diện Thiên Chúa được toàn dân, và ngược lại, vua đại diện cho dân trước Thiên Chúa. Chính vì thế, vua giữ vai trò lớn lao cho dân. Trong các vị vua Israel của thời Kinh Thánh Cựu Ước, vua David là vị vua bao gồm những đặc điểm đó. Nơi Kinh Thánh Cựu Ước và Tân Ước, không có tên vua nào được viết và nói nhắc nhiều như vua David với 889 lần. Triều đại vua David trong Kinh Thánh. Như chúng ta đã biết, David theo tiếng Do Thái có nghĩa là người được yêu mến, mà mắt chào đời vào năm 1034 trước Chúa Giáng sinh ở Bethlehem. Ông là người con thứ 8, cũng là con trai út trong gia đình Isai thuộc chi tộc Juda. Ông qua đời năm 971 trước Chúa Giáng sinh ở Jerusalem. Ông làm vua cai trị Israel từ năm 1004 đến năm 971 trước Công Nguyên. David, theo sách 1 và 2 Samuel, sách 1 các vua và sách biên niên sử của Kinh Thánh Cựu Ước, là vua của chi tộc Juda và là người kế các vị vua Saul. Vua David sống vào năm 1000 trước Chúa Giáng sinh. Ông cũng đồng thời là tác giả của nhiều thánh vịnh. Vào thời trước David, các quân sứ tuyển chọn những người có uy tín làm trưởng tộc cai trị dân Israel. Nhưng với David thì khác. Ông là người được tuyển chọn cai trị làm vua cai trị dân và được Thiên Chúa kêu gọi cho công việc loan truyền đức tin của dân Israel vào Thiên Chúa, đấng đồng hành ở giữa con người. Thiên Chúa sai quân sứ Samuel
đi tìm tấn phong David làm vua, chăn dắt dân Israel theo tôn chỉ. Đừng xét theo hình dáng và vóc người cao lớn của nó, vì ta đã gạt bỏ nó. Thiên Chúa không nhìn theo kiểu người phàm. Người phàm chỉ thấy điều mắt thấy, còn Thiên Chúa thì thấy tận đáy lòng. Theo tôn chỉ này, người được kêu gọi tuyển chọn toàn thể bản chất của họ. Thiên Chúa kêu gọi chấp nhận mặt sáng cũng như bóng tối, khả năng cũng như mặt trái tận sâu thẳm nơi họ. Theo tôn chỉ Thiên Chúa đã qua, ngôn sứ Samuel tuyển chọn sức dầu phong David làm vua cho dân Israel. Vua David và Chúa Giê-xu. Trong gia phả Chúa Giê-xu do Thánh Matthew viết thuật lại, Chúa Giê-xu Kitô có liên quan dòng máu là con cháu thuộc dòng dõi vua David. Cây gia phả chia làm 3 khúc thời kỳ. Thời thứ nhất, từ tổ phụ Abraham đến vua David có 14 đời. Thời thứ hai, từ vua Salomon đến thời bị lưu đày sang Babylon với 14 đời. Và thời kỳ thứ ba, từ sau thời lưu đày đến Chúa Giê-xu Kitô sinh ra có 14 đời. Con số 14 là một con số tượng trưng suy ra từ tên vua David. Theo nguyên ngữ tiếng Do Thái, những phần chữ tên David hợp chung lại thành số 14. D bằng 4, W bằng 6 và D bằng 4. Và dựa theo tên vua David, tổ tiên của Chúa Giê-xu nên gia phả cũng chia làm 3 giai đoạn. 3 giai đoạn với 3 lần 14 thế hệ trong lịch sử từ gốc rễ Abraham và vua David đến Chúa Giê-xu và cùng ngài vĩnh cửu. Nói đến David, như Kinh Thánh thuật lại nhận đến một người trai trẻ thanh niên chăn cừu nhưng đã chiến thắng Goliath bằng mưu kế bắn, dùng chiếc nỏ dây bắn viên đá giết chết Goliath, dũng mãnh có gươm giáo. Từ đó dân gian trở thành huyền thoại. David chiến đấu chống Goliath, muốn nói kẻ yếu hèn bé nhỏ chiến đấu với kẻ dũng mãnh thật to lớn. David là vị vua có thiên tài khả năng, không chỉ về cách thức cai trị dân, nhưng ông còn là một người có tâm hồn nếp sống đạo đức, kính sợ ra về Thiên Chúa nữa. Nên ông đã sáng tác nhiều bài thánh vịnh, ca tụng Thiên Chúa đầy âm điệu thi ca cùng rất giàu hình ảnh. Ngày nay trong Kinh Thánh Cựu Ước có khoảng 150 thánh vịnh cho là vua David viết và sáng tác. Vua David cũng được nhìn nhận là người yêu thích cùng có khả năng âm nhạc. Vì thế trong nghệ thuật, ông được vẽ khắc tượng đang chơi đàn, lục huyền cầm. Vua David cũng được tôn kính là vị thánh trong dân gian. Trong nếp sống giáo hội công giáo, ngày 29 tháng 12 hàng năm là ngày kính nhớ thánh David. Câu kinh cầu ca tụng: Đức bà như lâu đài David vậy, muốn diễn tả nơi cung lòng Đức mẹ Maria đã kêu mang sinh hạ Chúa Giê-xu, cũng tựa như hoàng cung vua David ngày xưa là tổ tiên của Chúa Giê-xu trên trần gian. Sự sa ngã của vua David. Chúng ta mong ước cuộc đời của vua David kết thúc trước khi chương 11 được viết. Thời kỳ hoàng kim đã qua đi, nhưng cái còn lại là những 3 chìm 7 nổi của tội lỗi và trừng phạt. Trong tất cả lời Chúa, không có chương nào bi thảm và đầy cảnh báo đối với con cái Chúa hơn chương này. Nó kể về sự sa ngã của vua David, nó giống như nhật thực. Tội ngoại tình và giết người là một vết nhơ kinh khủng trên cuộc đời của vua David. Ông trở thành một người bạc nhược. Thiên Chúa tha thứ cho ông như trong lời Kinh Thánh nói. Lưỡi gươm không bao giờ rời khỏi nhà ông. Ông gặt hái những gì ông đã gieo vãi. Chúng ta nhìn thấy mùa gặt trong nhà ông và trong quốc gia. Nhìn từng bước việc sa ngã, chúng ta thấy đó là những bước xuống dốc không phanh của vua David. Trước tiên, ông ăn không ngồi rồi. Thời điểm đó đáng lẽ ông phải ra chiến trường, nhưng ông không đi. Ông ở lại Jerusalem trong một nơi của cám dỗ. Vào buổi chiều, ông rời khỏi giường và đi trên sân thượng. Ông nhàn rỗi trong tình trạng chán trường, cách làm cho người ta dễ rơi vào cám dỗ. Ông nhìn thấy người đẹp Bathsheba tắm và con lợt lòng ông nổi lên. Tội đầu tiên của ông là ông đã nhìn. Đừng nhìn vào sự ác. Hãy xin Chúa gìn giữ con mắt chúng ta và từ chối thu nạp tội lỗi vào trong tâm trí. Nếu ông chặn đứng cơn cám dỗ từ trong trứng nước, thì ông đã cứu thoát khỏi thế giới của thống khổ và tội lỗi khủng khiếp. Thay vì xua đuổi nó ra khỏi tâm trí ông lại ấp ủ nó trong lòng. Kế đến, ông sai người đi điều tra. Ông điều tra về người đàn bà này
rồi đón nàng đến. Ông quên đi việc nàng là vợ của một người lính trung thành với ông. Nhưng bước kế tiếp thì tệ hại hơn rất nhiều. Tội chống lại Uriza, một trong những người lính can trường nhất của ông. Ông phải trừ khử Uriza. Ông làm cho Joab trở thành bạn đồng phạm tội và người cộng sự viên trong việc giết người. Tội này thành khủng khiếp hơn vì đã phạm bởi một người đứng đầu quốc gia. Người bị giết là người có dấu chỉ được Thiên Chúa yêu quý. Ông ta không còn trẻ nữa. Ông đã trải qua nhiều kinh nghiệm. Sự phục vụ tận tâm của ông đáng lẽ phải được lãnh thưởng chứ không phải lãnh nhận cái chết. Tại sao câu chuyện bi thảm này được ghi lại trong Kinh Thánh? Nó mang đặc tính của một hải đăng báo hiệu cho các người đi biển về những tảng đá ngầm nguy hiểm trong biển đời. Không bao giờ nên sao lãng canh thức và cầu nguyện. Một giờ ngủ mê đặt đời Samson trong bàn tay của Delilah. Đừng ngu dại phạm tội một ngay cả trong tư tưởng. Cửa có thể bỏ ngõ cho một đàn lũ nguy hiểm. Không cần cả một hộp diêm để mồi lửa, chỉ cần một que thôi đã đủ. Một năm sau, ngôn sứ Nathan đến thăm vua David và kết tội vua. Chúng ta hãy tưởng tượng nỗi bất an trong lòng của nhà vua trong năm đó. Chúng ta có thể đọc thấy sự thống hối chân thành của vua David trong Tông Vụ 51. Chúa phán với vua David rằng con ông sẽ chết vì tội của ông. Hãy xem vua chấp nhận hình phạt này ra sao. Khi đứa bé chết, nhà vua trỗi dậy và thờ phượng Chúa. Nỗi muộn phiền đang sống thì tệ hơn nỗi muộn phiền đã chết. Cái chết của đứa trẻ là một nỗi đau trầm trọng đối với vua David. Nhưng nỗi muộn phiền đang sống mà ông đang kêu mang qua người con yêu Absalom thì chúng ta không thể tưởng tượng nổi. Sự nổi loạn của hoàng tử trẻ này là thảm kịch. Absalom là một thanh niên tuấn tú nhưng xảo trá. Anh ta phá đổ quyền hành của vua cha bằng sự phản bội của mình. Anh ta đứng ở cổng thành để xét xử như thể mình đang là người cai trị xứ sở. Anh ta đi trên cỗ xe lộng lẫy kéo bởi những con ngựa ngây ngang. Anh ta trở thành người được trọng vọng. Qua hệ thống gián điệp, anh ta cướp vương quốc của cha mình khi vua David rời Jerusalem. Absalom tập hội quân đội của mình tại Hebron và khải hoàn tiến vào kinh thành. Cuối cùng, vua David chuẩn bị nghênh chiến với Absalom. Trong trận chiến, Absalom bị treo lên cành cây trong rừng vì vướng bộ tóc dài của mình ở đó. Absalom vô tâm và tàn ác. Vua David chịu đau khổ giống hệt nhau trong ngày Absalom chiến thắng, cũng như ngày anh ta bị bại trận và bị giết chết. Những ngày cuối đời của vua David. Sau khi cuộc phản loạn bị dẹp tan, vua David trở lại kinh đô. Những viên chức mới được cất nhắc lên và sự tái thiết bắt đầu khắp nơi. Chương 21 giúp ta khám phá thành kiến tôn giáo và vô nhân đạo nhất. Một khi tai họa xảy đến, dân liền thấy đó là một hình phạt Thiên Chúa giáng xuống. Mà nếu đó là hình phạt thì phải tìm ra thủ phạm. Không thể nào nói não trạng này đã hoàn toàn biến mất. Khi có chuyện bất hạnh xảy ra trong xã hội hoặc một tổ chức, thì nhiều người đã tìm một con dê tế thần thay vì tự vấn lương tâm mình xem mình có phần trách nhiệm nào trong đó không. Vua David thu thập vật liệu dự trữ cho việc xây đền thờ và hướng dẫn Solomon xây. Ông mới 70 khi ông qua đời. David là một hoàng đế và một chiến binh vĩ đại. Ông được xếp hạng chung với Abraham, Moses và Paulo. Tinh thần cao cả của ông được biểu lộ cho chúng ta trong thánh vịnh mà ông viết. Nhưng ông đã phạm tội. Câu chuyện của ông không kết thúc ở đây mặc dầu ông đã thống hối. Đọc lời thú tội nổi tiếng của ông trong Tông Vụ 51. Đây là một người sống theo ý Chúa. Chúng ta cần tìm hiểu cuộc đời của vua David để có thể hiểu và sử dụng các thánh vịnh. Chúng ta cũng phải biết tại sao Đức Kitô được gọi là con vua David. Vua David đứng giữa Abraham và Đức Kitô. Vua David có những lầm lỗi. Ông làm rất nhiều điều sai quấy, nhưng ông đã giữ chú quốc gia rơi vào việc thờ ngẫu tượng. Mặc dầu tội lỗi cá nhân của ông thì đáng tiếc, nhưng ông đứng vững như tảng đá cho Đức Chúa. Ông đã phạm tội, nhưng ông đã thông hối và cho Chúa cơ hội trừng phạt và tẩy rửa ông. Ông minh họa sự xung đột mà Thánh Phaolô diễn tả trong thư gửi tín hữu Roma chương 7.
Ông là một đại thánh, mặc dầu ông là một đại tội nhân. David nhận một quốc gia hỗn loạn và thiết lập một triều đại bền vững cho đến thời Lưu Đày, một thời kỳ trên 450 năm. Không có một chiến binh và một chính khách nào vĩ đại hơn ông. Ông làm cho Israel trở nên thế lực trội vượt của vùng Tây Á. Những câu cuối cùng của sách 2 Samuel kể cho chúng ta về việc vua David mua sân lúa của ông Arauna. Ông xây trên bàn thờ ở đó. Đây là một việc quan trọng đáng kể vì chính tại nơi này đền thờ vĩ đại của vua Salomon đã được xây lên. Trên địa điểm thánh này bây giờ tọa lạc mái vòm của tảng đá, một đền thờ Hồi giáo. Đây là một cái gai nhức nhối nhất đối với người Do Thái vì mảnh đất thiêng liêng này lại nằm trong tay người Hồi giáo. Đừng cầu nguyện để được những nhiệm vụ dễ dàng. Hãy cầu nguyện để trở nên mạnh mẽ hơn. Sức mạnh to lớn của một người được đo lường bằng sự từ bỏ của người đó. Theo Audio Công giáo tổng hợp.